Chào tất cả các em, sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời bài tập số 1, trang 121, sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 1 của chúng ta như sau. Có 1 kg chất phóng xạ độc hại, biết rằng cứ sau một khoảng thời gian T, 24.000 năm, thì một nửa số chất phóng xạ này bị phân rã thành chất khác, không độc hại đối với sức khỏe con người. T được gọi là chu kỳ bán rã. Gọi UN là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau chu kỳ thứ N. Câu A. Tìm số hạng tổng quát UN của dãy số UN. Thì phương pháp của ta như sau. Thì để tìm số hạng tổng quát thì đầu tiên ta sẽ đi tìm U1 này, U2 này, U3 này. Từ đó ta sẽ suy ra quy luật và ta dự đoán được công thức của UN. Rồi sau đó, để chắc chắn thì ta phải đi chứng minh công thức đó là đúng bằng phương pháp quy nạp toán học. Bây giờ chúng ta cùng đi làm câu A. Đây, ở đây thầy đã tóm tắt lại đề bài và bây giờ chúng ta cùng đi làm thực hiện câu A nhé. Câu A đầu tiên ta sẽ đi tìm sau chu kỳ thứ nhất. Chất phóng xạ còn lại của ta là U1, đúng không? Thì bằng một nửa số chất ban đầu, tức là ban đầu ta có 1 kg chất thì bây giờ ta chỉ còn lại 1/2 thôi kg. Rồi sau chu kỳ thứ hai, giờ thầy viết là T2 nhé, chất phóng xạ còn lại là U2. Lúc này ta đang có 1/2 kg chất mà sau chu kỳ thứ hai lại còn một nửa của cái số còn lại từ lần một ấy, tức là 1/2 của 1/2. Như vậy là ta có được 1/4, tức là 1/2 mũ 2. Đúng không? 1/2. Nhưng mà sau chu kỳ thứ hai lại là lấy 1/2 của 1/2 này. Tiếp tục sau chu kỳ thứ ba tương tự. Chất phóng xạ còn lại là U3. U3 thì bằng một nửa của U2, đúng không? Mà U2 của ta đang là 1/2 mũ 2 thì bây giờ U3 sẽ là 2 mũ 3. Đó. Như vậy ta sẽ dự đoán được công thức tổng quát UN, tức là sau N chu kỳ thì lượng chất phóng xạ của ta còn lại là 1/2 mũ N với mọi N lớn hơn bằng 1. Vậy thì thầy sẽ ghi là mọi N lớn hơn là thuộc N sao nhé. Đó. Rồi bây giờ công việc của ta đã dự đoán xong và bây giờ ta sẽ phải đi chứng minh bằng quy nạp. Thì sau đây thì thầy lại nhắc lại cho chúng ta về cách chứng minh bằng phương pháp quy nạp mà ta học ở chương trước. Bước 1 là ta sẽ đi kiểm tra mệnh đề đúng với N bằng 1.
Bước 2, giả sử mệnh đề đúng với n bằng k, k của ta lớn hơn bằng 1, thì ta sẽ phải đi chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1. Ta sẽ chứng minh như sau. Đầu tiên ta sẽ phải đi kiểm tra mệnh đề đúng với n bằng 1. Đúng không? Với n bằng 1. U1 bằng 1 phần 2. Đây. Hiển nhiên đúng. Tiếp theo ta sẽ đi giả sử. Công thức tổng quát mà. Nên ta phải đi giả sử công thức đúng với n bằng k, k của ta lớn nó bằng 1, tức là ta có uk thì bằng 1 trên 2 mũ k. Giờ ta sẽ phải chứng minh công thức của ta đúng với n bằng k cộng 1. Tức là ta sẽ phải chứng minh uk cộng 1 bằng 1 trên 2 mũ k cộng 1. Được chưa? Thật vậy. Ta có uk cộng 1. Ta biết là cứ sau một chu kỳ phân rã thì lượng chất phóng xạ còn lại bằng một nửa lượng chất phóng xạ của chu kỳ trước. Như vậy thì ta sẽ có uk cộng 1 bằng uk trên 2. Mà UK của ta đang bằng 1 trên 2 mũ K chia cho 2, thì tức là bằng 1 trên 2 mũ K nhân 2, đúng không? Nhân 1 phần 2 đi. Hoặc là ta viết là 1 trên 2 mũ K nhân 2 nhưng mà dưới mẫu. Như vậy sẽ bằng 1 trên 2 mũ K cộng 1. Đó. Từ đó ta có uk cộng 1 bằng 1 trên 2 mũ k cộng 1. Như vậy ta có thể kết luận un bằng 1 trên 2 mũ n với mọi n thuộc n sao. Được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ đi thực hiện câu B. Ta cùng quan sát đề bài câu B. Chứng minh rằng UN có giới hạn là 0. Thì bây giờ ta có UN rồi. Thì bây giờ ta đi tìm giới hạn UN, tức là lim UN bằng lim 1 trên 2 mũ N, đúng không? Thì bây giờ 1 trên 2 mũ N thì thầy sẽ biến đổi như sau. Lim 1 phần 2 tất cả mũ n. Thì bây giờ để biết lim của 1 phần 2 mũ n thì ta cùng mở sách giáo khoa trang 144 và ta cùng quan sát ở phần 2 một số giới hạn đặc biệt. Ở ý B, người ta có một kết quả như sau: lim của quy mũ n với n tiến ra dương vô cực sẽ bằng 0 nếu trị tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1. Áp dụng vào bài toán này, ta thấy quy của ta là bằng 1 phần 2, đúng không? Quy của ta bằng 1 phần 2, vì thế lim của 1 phần 2 mũ n sẽ bằng bằng 0. Như vậy ta đã chứng minh xong.
Ta tiếp tục với ý C. Từ kết quả câu B chứng tỏ rằng sau một năm, số năm nào đó, khối lượng chất phóng xạ đã cho ban đầu không còn độc hại đối với con người, cho biết chất phóng xạ này sẽ không còn độc hại nữa nếu khối lượng chất phóng xạ còn lại bé hơn 10 mũ trừ 6 gam. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái UN của ta, UN là khối lượng chất phóng xạ còn lại ấy, nó nhỏ hơn 10 mũ trừ 6 gam thì sẽ không còn độc hại, đúng không? Bây giờ thầy sẽ chuyển đổi 10 mũ trừ 6 ra kilogram nhé. Trước hết thay đổi 10 mũ trừ 6 gam thì bằng 1 trên 10 mũ 6 nhân 1 trên 10 mũ 3. Thầy nhân thêm 1 trên 10 mũ 3 nữa thì thầy đổi cho kilogram bằng 1 trên 10 mũ 9 kilogram. Được chưa? Rồi, bây giờ để chất phóng xạ không còn độc hại thì UN bằng 1 trên 2 mũ N phải nhỏ hơn 1 trên 10 mũ 9. Đúng chưa? Phải nhỏ hơn. Như vậy sẽ tương đương với 2 mũ N lớn hơn 10 mũ 9. Từ đây ta tính ra được. Rồi, từ đây ta sẽ giải ra N của ta sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 30, được chưa? Cái này các em có thể thử bằng máy tính thôi. Để tìm ra 30 ấy, các em thầy khuyên là các em nên sử dụng máy tính thử tính ra. Như vậy, sau chu kỳ thứ 30, tức là 30 sẽ nhân với 2, một chu kỳ của ta là 24.000 năm, đúng không? Nghĩa là sau 30 nhân 24.000 là 720.000 năm. Thì chất phóng xạ không còn độc hại. Khá là lâu nhỉ.